Xin chào các bạn thích cái mai vàng nha Mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha các bạn Hôm nay thì ngày 15 tháng 6 các bạn ơi Thì cũng chiều tối rồi Thì mình cũng tranh thủ ra quay video ngắn cho các bạn xem Để mình chia sẻ cái mà Bón phận cho cây mai để mà nó Cái nụ nó đạt nha các bạn Đó thì Các bạn thấy hổng gài mưa rất là nhiều Mưa gần Ở chỗ mình mưa gần nửa tháng các bạn đó, thì mình cũng chưa có bón phân nữa đó, thì các bạn cứ việc bón phân cho cây mai mình 16 16 8 đó thì các bạn cứ phân cử ví dụ cử này 16 16 8 cử sau các bạn chen vô DOB các bạn bón cho cây đó là cây mai mình nụ nó rất là nhiều các bạn đó, không phải cái mình bón như vậy là cái mai mình nó lên nụ đó các bạn cái nụ của cây mai là nó tự nhiên nó có thôi đó nó sẽ tự nhiên nó có thôi các bạn mình chăm sóc cho nó tốt vào những cái tháng trước á, cái tháng tháng tư tháng năm á mình cố gắng chăm sóc tốt á, thì cây mai mình nó nụ nó nhiều thôi đó còn những cái tháng này thì cây mai nó nó phát triển chậm lên nha các bạn đó, tại vì do các bạn thấy gió nè cái gió trướng là cái gió rất là rất là khó chịu các bạn cái gió này nó làm cho cây mai mình nở bông gió đó các bạn đó các bạn thấy có những cây mà người ta quay trên mạng nó nở bông đó là do trời gió các bạn nó làm cho khô lá nè đó khô lá khô cành nè, đó thì cái gió nó cũng rất là khó chịu các bạn, đó thì à, các bạn muốn bón phân cho cây á, muốn bón phân cho cây á thì các bạn phải cho cái lá nó nó, nó khô như vậy là gió khô như vậy là mình không có bón được nha các bạn, đó thì trời à, mưa nhiều nè mình cũng đừng có tưới nước nha các bạn, mình để khô một vài ngày nha, đó để khô một vài ngày, đó các bạn muốn bón phân các bạn phải đợi trời mưa xuống. Đó mặc dù tới cử bóng phân mình cũng không tưới không bón nha các bạn. Các bạn ngưng lại. Đó mình đợi cho trời mưa xuống. Mưa xuống lần nữa đó các bạn. Khi mà trời mưa rồi đó ngưng. Ngưng vào ngày. Tại vì trong tháng mưa thì trời phải mưa. Đó phải mưa phải nắng. Đó mà khi nắng lại á là gió chướng gì nè. Cái lá mà nó khô rồi các bạn. Khi cái lá khô á. Thì cái lá nó rất là nhẵn luôn nè. Nó nhỏ nè. Nó khô nhẵn luôn các bạn thì lúc này nó tạo mầm rất là nhiều nha đó cho nên mình phải bón phân mình phải bón phân để mình nuôi cái mầm này thành cái nụ đó thì cái nụ nó tự nhiên tự nhiên nó sẽ hình thành đó các bạn tại vì cái thời tiết các bạn Cái mai mình nó theo thời tiết đó nó sẽ tự làm nụ thôi đó nó tự làm nụ như vậy thì mình phải bón phân đều đều cho nó các bạn nhưng mà không phải lúc nào cũng bón nha các bạn đó thì khi mà các bạn thấy mưa nè mưa lâu ngày nè mình không bón được bó mình đã chưa tới cử tứ phân nhưng mà tới tới cử tứ phân rồi mà trời nắng trở lại mà cái gió nè nó làm cho khô lá nè các bạn đừng có bón phân nha đó mình để khô vài ba ngày khi mà có đám mưa lớn xuống đó thì các bạn đem phân 16 16 8 hoặc DAB nha các bạn đó thì ví dụ như cử này là cái 16 16 8 thì cử sau mình bón cái DAB nha mình bón ít thôi nha các bạn đó khi mà cái mưa bão nè các bạn vào mùa mưa nè thì cái rễ cây nó sẽ ra sát thành chậu hết nha các bạn những cái rễ lông á nó sẽ bò vòng vòng thành chậu nè đó tại vì cái thành chậu mình á nó có cái nó có oxy nè các bạn là cái cây mình nó, nó cái rễ cây nó ra để thở nè đó thì khi bón phân á thì các bạn bón cách thành chậu khoảng 6 bảy phân nha các bạn đó, cách cách chừng như là đó các bạn chỉ gãi một đường thôi đó gãi một vòng tròn phía ngoài thôi nhưng mà mình bón ít thôi các bạn chứ không bón nhiều mình gãi một vòng tròn này nè cắt thành chậu vô chút xíu mà mình chỉ bón một đường thôi nha các bạn đó khi mưa xuống mình hả bón khoan nha các bạn là cây mai mình hấp thu rất là tốt nha đó là lúc đó cây mai mình nó rất là rất là an toàn nó không có bị cháy lá gì hết nghe chưa nghe các bạn đó thì mình các bạn thấy mình nuôi cây nè mình không có xài dưỡng rễ các bạn mình không xài một tí dưỡng rễ luôn không có xài thuốc nấm luôn đó nhưng mà cây mình vẫn phát triển bình thường thôi mình cứ để tự nhiên nè các bạn đó, mình để tự nhiên nè đó, thì các bạn thấy cây cũng ra còn cái lá non nè đó rồi cái vấn đề mà để cho nó đứng đọt luôn á thì mình phan hả làm các bạn các bạn cứ để cho nó nó phát triển đi các bạn đừng có uh, dùng kali kali cao dùng phân bón NPK có kali cao để mà cho nó đọt nó đứng chưa đâu các bạn cứ để nó phát triển đi để mà cuối tháng 8 mình hả bón mình hả tưới phân cho nó một cái là nó đứng luôn các bạn nó đứng lúc đó cái nụ mình nó sẽ bự ra luôn đó, thì tới đó mình sẽ chia, phải chia sẻ các bạn một loại phân mà nó sẽ làm cho cái đọt nó, nó đứng là liền luôn các bạn đó, mà cái lá nó già rất là mau chứ mà bây giờ mình dùng cái kali mà cái phân bón kali cao á thì nó nó làm cho cái nụ mình nó rất là cứng nó cứng nó rất là khó nở các bạn nó giống như bị chai vậy đó nó giống như là bị chai nụ đó các bạn đó là do mình dùng cái kali kali rất là nhiều lần nó kali cao mà mình dùng nhiều lần á cái nụ nó bị chai đó thì lúc này cây mai nó tự nhiên nó có nụ luôn các bạn, đó cái lá nó nhẵn nhẵn nhỏ nhỏ nè nhưng mà nụ nó rất là nhiều. đó thì uh, hôm nay mình chia sẻ ngắn thôi các bạn, Tại trời cũng tối rồi, Chứ mình cũng hết uh, cái đường quay rồi, rồi mình chia sẻ video ngắn thôi nha các bạn. đó thì cách bón phân là như vậy đó, đó cách bón phân là mình bón đừng có sát thành chậu á, đó. đó mình bón cách thành chậu vô nè, nhưng mà chỉ bón một đường thôi các bạn, mình bón một đường vòng tròn thôi đó vòng tròn dùm tròn cách thành chậu chừng 7 tấm phân vậy đó một đường thôi chứ mình đừng có gã tùm lum nha các bạn đó mà khi bón phân á phải đợi trời mưa lại trời mưa trở lại các bạn mình nó bón chứ mình đừng có bón bón mà lúc trời khô gì nè là cái cây nó không có hấp thu tốt nha các bạn tại bộ ghế nó rất là yếu đó, khi nắng như vậy là cái bộ ghế nó đang chuẩn bị phục hồi lại khi nó phục hồi lại thì trời mưa đó trời mưa là nó sẽ ăn nó sẽ bắt nước liền nó bắt nước và bắt phân là cái cây mình nó phát triển trở lại nha các bạn đó rồi video mình chia sẻ đến đây cũng xin kết thúc các bạn ơi mình xin chào và hẹn gặp lại video sau nha